Vâng, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái nội dung nữa ở trong cái chuỗi bài tập liên quan về vấn đề tối tiểu hóa hàm bôn. Nội dung của tiết học hôm nay thì chúng ta xoáy xoay quanh cái vấn đề đi tối tiểu hóa những cái hàm bôn nằm biến bằng các bạn Carnot. Xét về mặt lý thuyết thì trong cái video trước thầy đã trình bày với các bạn các cách để mô tả một cái hàm bôn lên bảng Carnot. Thì bảng Carnot nó có rất là nhiều cái cách để trình bày. Bảng Carnot nó có nhiều cái kiểu, phải không? Có thể là viết ở dưới cái kiểu mà chúng ta viết theo biến. Cái kiểu thứ hai là chúng ta sẽ viết theo các cái sao bích của các cái biến. Và đối với bảng Carnot năm biến thì người ta sẽ dùng theo cái cách mà cấu trúc của nó được viết theo các cái sao bích của các cái biến và mô tả giống như các bạn này. Được chưa nào? Đấy. Thế thì trước khi mà đi qua cái phần bài tập ở cái nội dung này thì thầy phải nhắc lại một chút những cái điểm lưu ý mà khi các bạn tiếp cận đối với cái bảng Carnot mà cho năm biến ha. Lưu ý rằng một bảng Carnot năm biến thì ba biến ABC nó sẽ được liệt kê tất cả các sao bích tương ứng là 8 cái sao bích ha trên một cái dòng như thế này. Rồi. Thứ hai nữa là hai cái biến còn lại DE thì các sao bích của nó được viết trên một cái cột. Ha. Về nguyên tắc khi viết các sao bích ở các ô liền kề nhau chỉ khác nhau một bit duy nhất. Ví dụ đây 000 thì đây sẽ là 001. Hai cái bit này chỉ khác quanh hai cái số bit này chỉ khác nhau một bit thôi. Vân vân như vậy. Trên các cái ô liền kề nhau. Được chưa? Rồi, ở trong cái cột nó cũng vậy. Các bạn thấy chưa? Các cái số bit này nó chỉ khác nhau một cái bit. Và trên cái cột này thì cái số bit đầu tiên và cái số bit cuối cùng này cũng chỉ khác nhau một bit thôi. Thì mục tiêu của chúng ta là để làm gì? Để phục vụ cho cái khái niệm, đó là khái niệm ô liền kề. Đây là một khái niệm rất quan trọng và giúp cho chúng ta để đi tìm các cái tế bào lớn ha. Đây, khái niệm ô liền kề. Được chưa? Rồi. Thế thì nhắc lại một lần nữa này, đối với cái bảng Carnot mà năm biến thì khái niệm liền kề ở đây nó có ba cái điểm mà các bạn phải lưu ý. Đó là khái niệm liền kề trong các bảng chung. Đây là các bảng chung nè các em. Nha, các bạn chung. Thì trong các bảng chung á, ngoài cái chuyện mà các bạn uốn cong hai cái mép ở trên và ở dưới này với nhau. Nghĩa là những cái ô mà ở gì? Ngoài cái chuyện liền kề theo nghĩa là nó cùng biên này ra, gọi là theo nghĩa hẹp ra, thì theo nghĩa rộng đó thì nó chỉ khác nhau một bit thôi. Cho nên là những cái ô mà ví dụ như ở dòng đầu tiên với cái dòng cuối cùng trên cùng một cột thì nó được gọi là liền kề nhau. Được chưa? Rồi. Cái loại thứ hai là những ô trên cột. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý này. Cái ô trên cột thì các bạn để ý này, những cái ô mà nó đối xứng qua cái cột ở giữa này. Đây nha, đây cái cột ở giữa này. Đó, thầy đã cố tình vẽ cái này nó hai sọc để cho các bạn thấy. Đây, cái cột ở giữa này thì những cái ô mà đối xứng với nhau qua cái cột này thì nó cũng được gọi là những ô liền kề nhau trên cùng một dòng, đúng không? Ví dụ những ô mà đối xứng ví dụ như trên cùng một dòng nhé, mà nó đối xứng. Ví dụ như cái biết cái những cái ô mà trên ứng với cái chuỗi 010 với lại là 110 này là nó được gọi là liền kề nhau. Vì rõ ràng nó chỉ khác nhau một bit thôi. Tương tự như vậy, những cái ô trên cùng một dòng mà ứng với hai cái cột đó là cột 011 và cột 111 này thì hai cái cột này nó cũng khác nhau một bit thôi. Đó, cho nên là nó cũng sẽ được gọi là liền kề, nghĩa là ô 12 với ô 28 là liền kề này, 13 với 29 là liền kề này, 15 với 31 là liền kề này, 14 và 30 này liền kề này. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy là những cái ô mà trên cái cột là 001 với lại cái ô trên cái cột là 101 đây. Các bạn thấy nó đối xứng qua cái trục ở giữa chưa? Đó thì nó cũng gọi là liền kề, nghĩa là 4 với 20 liền kề này, 5 với 21 liền kề này, 7 với 23 liền kề này, 6 với 22 là liền kề. Đấy, tương tự như vậy, cái ô trên cột 000 với ô trên cột 100 cũng liền kề. Nghĩa là 0 với 16 liền kề này, 1 với 17 liền kề này, 3 với 19 liền kề này, 2 với 18 liền kề. Đó. Được chưa? Đó là khái niệm ô liền kề trên các bảng chung. Được chưa? Trên các bảng chung. Bảng Carnot chung cho năm biến. Thế thì ngoài ra thì các bạn để ý này, cái bảng Carnot năm biến này nó được chia ra, các cột ở giữa này này, nó chia ra và nó tách ra thành hai cái bảng Carnot. Đây là bảng Carnot thứ nhất và đây là bảng Carnot thứ hai. Được chưa? Đấy, cái dòng thì nó giống y chang nhau thôi, nhưng các cột các bạn thấy đây. Thế thì nó chia thành hai bảng Carnot và hai cái bảng Carnot này thì nó cũng có các khái niệm ô liền kề riêng của nó. Ví dụ các bạn nhìn vào đây các bạn thấy này.
rõ ràng có ô 0 0 0 với cái ô là 0 1 0 này cũng là hai ô liền kề. Đúng không? Đấy thì nó tương tự với khái niệm liền kề trong cái gì không? Nó khái niệm liền kề trong cái bảng các nội bốn biến, nó tương tự như vậy. Nhá. Đấy có nghĩa là gì rồi? À, 0 với 8 này cũng là liền kề này. Đúng không? Vì nó khác nhau một bit thôi. Rồi 1 với 9 này cũng liền kề này. Được chưa? Rồi 3 với 11 này cũng liền kề này và 2 với 10 này cũng liền kề. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái bảng các nô riêng. Hai cái bảng riêng nữa. Như vậy khái niệm liền kề nó còn được áp dụng cho hai cái bảng riêng này. Đó, mỗi cái bảng riêng này là ứng với những như nó tương tự như là một cái bảng các nô bốn biến vậy. À, cho nên là ngoài cái chuyện mà nắm vững cái khái niệm ô liền kề trong bảng chung ra thì còn các bạn phải để ý cái tính liền kề trong bảng riêng từng cái bảng riêng này nữa nhé. Đó, ví dụ hai liền kề 10 nhé. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái khái niệm của nó. Rồi tương tự như vậy, cái bảng các nô thứ hai thì các bạn thấy này, đây 110 đúng không? 110 với lại là 100 nữa liền kề nhau này, thấy không? Đó, vì nó chỉ khác nhau cái bit ở giữa này thôi, nghĩa là 24, 16 là liền kề nhé. 25, 17 được gọi là liền kề nhé. 27, 19 là liền kề nhé. 26, 18 là liền kề nhé. Còn hiển nhiên những cái cột ở giữa này thì nó liền kề nhau theo nghĩa hẹp rồi. Cái đó thầy không nói. Đấy, và tương tự như vậy, những cái ô mà trên các cái dòng thì cái này nó cố định rồi. Nó cái khái niệm liền kề của nó là giống như trường hợp bằng chung, không có nói. Được chưa? Như vậy khi các bạn xác định khái niệm ô liền kề là các bạn phải để ý cho thầy hai cái tình huống này. Đây là cái điểm mà nó rất là khác so với gì? So với những cái loại bảng các nô ít biến hơn như bảng các nô bốn biến hay là bảng các nô ba biến hay là bảng các nô hai biến. Thì riêng cái anh chàng các nô năm biến này thì khái niệm liền kề của anh nó có nhiều cái cách nhìn, đúng không? Và các bạn phải tinh ý cái chỗ đó. Vì cái phần bảng các nô năm biến là phần bảng các nô mà khi các bạn lập cái tế bào lớn nó rất dễ bị sót. À, vì chúng ta không, thứ nhất là không nắm vững được cái khái niệm ô liền kề là một. Cái thứ hai nữa là ta nhìn nó không hết. À, ta ra kỹ nó không kỹ hết được. Vì nhiều khi là nó bị sót. Sót cái tế bào lớn. Và khi nó sót tế bào lớn thì các bạn phủ các bạn các nô nó sẽ tắt này. Là một. Cái thứ hai nữa là gì? Cái việc mà đi tính toán và đưa ra những cái đơn thức nó cũng sẽ tắt theo. Đúng không? Đây. Đó là những cái điểm lý thuyết mà các bạn cần phải lưu ý khi ta giải cái bài tập liên quan đến cái phần này. Được chưa nào? Rồi. Về lý thuyết liên quan tới bảng các nô thì thầy đã nói rồi. Thứ hai là bây giờ về thuật toán thì chắc có lẽ cũng phải nhắc lại một chút về thuật toán, nội dung thuật toán. Sử dụng các bảng các nô để giải quyết một cái bài toán tối thiểu hóa hàm Bohn thì nó chia ra làm 3 bước. Bước 1 là biểu diễn lên. Biểu diễn cái hàm Bohn lên bảng các nô. Được chưa? Đấy, đây là công việc đầu tiên. Thì cái việc biểu diễn thì đối với cái bài toán biểu diễn thì nó dễ thôi. Các bạn phải chịu khó lập cho được cái bảng như thế này cho thầy. Còn biểu diễn lên thì khi mà nó cái đề nó đã cho như thế này rồi thì các bạn sẽ chọn những cái ô tương ứng với các cái chỉ số ri nó đã được chi tiết lên cái bảng này rồi thì ta chọn thôi. Nó rất là đơn giản. Rồi cái bước số 2 đó là gì? Cái bước số 2 đó là các bạn phải tìm các tế bào lớn. Đấy. Thì đa phần chúng ta làm sai là sai ở cái bước này. Vì nó dẫn đến tình huống là thiếu, tìm thiếu hoặc là chọn nó không có đúng khái niệm ô liền kề. Và khi có các tế bào lớn thì các bạn phải thực hiện cho công đoạn là viết các cái đơn thức tương ứng ra luôn. Được không? Đơn thức tương ứng. Một đơn thức được viết ra dựa vào cái sâu bit khi các bạn tổ hợp tất cả các cái sâu bit ứng với các cái ô nằm trong tế bào lớn đó. Ví dụ như là trong cái tế bào lớn nó có 3 ô thì các bạn sẽ tổ hợp tất cả các cái sâu bit ứng với 3 ô đó lại. À, vì nguyên tắc khi tổ hợp với thì gì? Thì ta chỉ giữ lại những cái bit nào giống nhau thôi. Còn những cái bit khác nhau thì chúng ta không có tính. À, và khi các bạn có được cái bit mà tổ hợp rồi thì những cái bit nào mà ứng với con số 0 thì các bạn sẽ lấy cái biến bù của cái bit tương ứng đó. À, biến bù tương ứng. Rồi còn nếu mà cái nào mà ứng với số 1, cái biết nào là số 1 thì các bạn giữ nguyên cái tan biến của cái biết đó, không có thay đổi nha. Đấy. Rồi, tiếp theo là gì? Sau khi cái công đoạn quan trọng này thực hiện được rồi thì bắt đầu công đoạn cuối cùng là phủ tối tiểu. Các bạn nói chưa nè, phủ tối tiểu cái bảng các nô của chúng ta. Được chưa? Đó, phủ tối tiểu cái bảng các nô. Bằng các tế bào lớn. Bằng các tế bào lớn.
Và khi phủ xong thì các bạn suy ra được cái đa thức tối tiểu tương ứng. Được chưa? Và tất nhiên rằng là tùy theo, ví dụ như nó có nhiều cái cách phủ tối tiểu thì nó sẽ cho ra nhiều cái đa thức tối tiểu vậy thôi. Được chưa nào? Đấy, về mặt thuật toán thì có lẽ là thầy sẽ không nói lại cái khái niệm thế nào là tế bào lớn, thầy sẽ không nói cái kỹ thuật phủ tối tiểu là phủ như thế nào, đúng không? Đấy. À, đây là cái nội dung chính của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành áp dụng ngay vào trong cái phần bài tập. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ cái bài tập ở đây người ta nói rằng là hãy đi tối tiểu qua cái đa thức sau đây. Đó là F, A, B, C, D, E có 5 biến và nó được tạo ra từ tổng của tất cả các cái minterm có các cái ký hiệu đó là M0, 2, 10, 13, 15, 16, 18, 26, 29 và 31. Như vậy tổng cộng chúng ta có 10 cái đường thức đúng không? 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 cái đường thức. Các bạn nói chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ thực hiện công việc đầu tiên. Đó là lập các bảng các nô năm biến. Lập các bảng các nô năm biến là các bạn lập các bảng như thế này. Đúng không? Thì tất nhiên rằng ở đây thầy sẽ lấy luôn cái kết quả này thôi. Còn trong quá trình mà làm bài tập hay là thi kiểm tra thì các bạn phải tự vẽ cái bảng này ra. À, cái bảng này thì công đoạn quan trọng nhất là các bạn phải nhớ cái dòng đầu tiên này này. Và cái cột đây này. Đó, chứ còn mà cái nội dung số này thì chúng ta có thể chuyển hóa nó được ngay thôi. Rất là dễ. Hả? Cái số này thì đầu tiên ví dụ như là cái con số đó ứng với cái ô nào, cái bit nó là bao nhiêu. Thì các bạn chuyển nó qua cái số 10 là xong. Ví dụ như thầy lấy đơn cử một cái nhé. Ô số 9. Phải không? Thì cái bit của nó là ở sau bit của nó là 010 này. Được chưa? Và ở cái này nó là 01. Rồi các bạn chuyển nó qua cái số 10 cho thầy. Nghĩa là nó bằng gì? 1 nhân 2 mũ 0 này. Cộng 0 nhân 2 cho mũ 1 này. Cộng tiếp cái này là 0 nhân 2 mũ 2 này. Cộng tiếp cái 1 này nhân 2 mũ 3 đúng không? Và cộng cho 0 nhân 2 mũ 4 vậy nữa. Đúng không? Đấy thì nói chung là tại con số 1 thì nó mới có giá trị thôi. Còn những con số 0 thì nó không có giá trị, đúng không? Và kết quả ở đây nó sẽ là 8 cộng 1 là bằng 9 này. Đó, đây là 8 này với 1 này là 9 này, đúng không? Đấy. À, thì nó ra con số này thôi. Cái việc tính toán những cái chỉ số này thì nó tương tự ở các cái vị trí khác. Và tao phải chịu khó tính nó ra ở 32 cái ô này. Mình ra. Rồi, có điều là ở đây nó có sẵn cái bảng này rồi thì dùng luôn không có thực hiện cái bước đó nha. Rồi, các bạn có thể xem cái bảng nó đây. Có sẵn rồi. Bây giờ thầy sẽ trình bày ra thôi. Rồi, với cái bảng các nô năm biến này thì công việc của chúng ta là gì? À, biểu diễn nó đây. À, thế biểu diễn liên bảng các nô vì sau khi các bạn lập như thế này rồi thì biểu diễn là chỉ chọn cái màu tương ứng cho cái ô đó thôi. Ví dụ như ở đây là thầy chọn cái ô số 0 này. Được chưa? Rồi thì tô cái màu nó lên để chứng tỏ rằng là chúng ta đã chọn ha. Rồi tiếp ô số 2 nhé. Rồi, tiếp theo là ô số 10 nhé. Ô số 10 đây nha các em. À. Rồi tiếp theo ô 13 hả? Ô 13 đây. Tiếp theo là ô 15. Đây là ô 15. Và tiếp theo là ô 16. Ô 16 này các em. Rồi ô 18. Ô 18 này. Rồi ô 26. Ô 26. Ô 26 đây nha. Rồi, tiếp theo là ô 29. 29 chỗ này các em. Và cuối cùng là ô 31 đây. Rồi, như vậy là ta đã biểu diễn được cái hàm bool của chúng ta lên cái bảng các nô. Các bạn rõ chưa? Rồi, bây giờ công việc tiếp theo là gì? À, tìm các tế bào lớn. À, thế thì tìm các tế bào lớn thì các bạn để ý đây chúng ta có cái bảng các nô loại gì đây? Bảng các nô ở đây là bảng các nô loại 5 biến. Rồi. Bây giờ thầy sẽ liệt kê cái số số ô chọn nha. Ở đây chắc có lẽ là thầy lấy một cái màu khác. Rồi, đây, bây giờ ta sẽ liệt kê ra. Thì đối với cái này nó có 32 ô thì tối đa nó có những cái loại tế bào lớn sau đây loại 2 mũ 5. 2 mũ 5 là đúng 32 ô luôn. Loại tế bào lớn thứ hai là 2 mũ 4 là 16 ô. Loại tế bào lớn thứ ba là 2 mũ 3. Loại tế bào lớn tiếp theo là 2 mũ 2. Loại tế bào lớn tiếp theo là 2 mũ 1 và loại tế bào lớn là 2 mũ 0. Thế loại 2 mũ 5 có không? Là 32 ô chắc chắn là không có vì trong này nó chỉ có 10 cái ô chọn thôi mà. Cho nên là 32 là không có rồi. Tiếp 2 mũ 4 có không? Chắc chắn cũng không có luôn. Tối đa có 10 cái thôi. Tiếp theo là 2 mũ 3 có không? 2 mũ 3 là 8 ô chọn nhé. Thì các bạn nhìn qua thứ là có 8 ô chọn liền kề nhau không cái đã này. Nó có thì mũ bàn. Thì rõ ràng các bạn nhìn qua đây các bạn có thấy 10 ô và trong đó 4 cái ô 13, 15 với lại là 10, 26 này là nó không có tính liền kề rồi đó. Nó không có tính liền kề đó. Cho nên là khái niệm 2 mũ 3 trong này là chắc chắn không có tế bào lớn nào lộ toa mồ hôi. Tiếp theo là lộ tế bào lớn 2 bình phương là lộ 4 ô.
Lỗ 4 ô thì chắc có lẽ là có. À, các bạn nhìn qua đây các bạn thấy này. Đó. Rồi bây giờ ta nhìn trên cái bảng chung trước đó nha. Rồi lát nữa ta nhìn trên cái bảng riêng sau. Chứ không là ta nhìn một lúc nó lộn xộn là rất là khó nha. Bây giờ đầu tiên thầy nhìn vô trong cái bảng chung trước này. Trong bảng chung trước. À, trong cái bảng chung á, thì loại tế bào lớn 2 mũ 2 là nó có những tế bào sau đây. Đây, 13, 19 là liền, à, 13, 29 là liền kề vì nó đối xứng qua cái trục đây này. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, đối xứng qua cái trục này này. Đó, nhớ cái tính đối xứng nhé. Đây, 13, 29 là liền liền kề này. 15 với 31 liền kề này. 19, 31 và 13, 15 cũng liền kề. Như vậy ta có được 4 ô này liền kề với nhau. Được chưa? Rồi, thầy sẽ đánh cái số 1 vào đây nha. Nghĩa là chúng ta có tế bào lớn số 1. Được chưa? Rồi, thầy ghi vào đây. Tế bào lớn số 1 của chúng ta là gồm những ô sau đây. 13, 29. Được chưa? Rồi, 15, 31. Rồi, như vậy là thầy đã có được tế bào lớn đầu tiên. Tiếp tục tế bào lớn thứ hai cũng 4 ô, các bạn nhìn qua đây này. Ô số 0, ô số 16. Đây là hai ô liền kề nhá. Đúng không? Ta uốn cong các bạn các nô mép đầu với mép bên trái mép phải lại là lập tức hai ô liền kề ngọc. Tiếp tục ô số 2 và ô số 18 này cũng liền kề nhá. Đúng không? Rồi, nhớ này, 16, 18 này chắc chắn cũng liền kề này. 0 với 2 này cũng liền kề, như vậy ta có được 4 ô liền kề ở tế bào số 2. Đó là tế bào 0 16. À, 28. Rồi, thầy sẽ ghi vào đây là tế bào số 2. Tất cả những ô này được đánh số 2 nghĩa là tế bào số 2. Gồm 4 ô đó. Tiếp theo, còn cái tế bào nào 4 ô nữa không? Tế bào trong cái tổng chung này này, trong cái bản đồ chung này này. Lọ 4 ô nha. Lọ 4 ô còn nữa không? Thì các bạn nhìn vô đây cho thầy này. Rõ ràng là cũng sẽ còn. Rõ ràng là cũng sẽ còn vì lý do sao? Đây có ô số 10 với số ô 26 này là nó kề nhau này. Các bạn thấy chưa? Rồi nó kề nhau rõ ràng nó cùng cái đường biên nghĩa hẹp. Tiếp cái ô số 2 với cái ô số 18 này này là nó kề nhau rồi. Nhưng mà cái ô 26 với ô 18 này cũng kề nhau tiếp này. Nó kề nhau ở trong cái bảng riêng đó. Đây này các bạn thấy không? Trong cái bảng riêng của cái bảng các nô riêng ra này. Sau khi bị cắt bằng cái cột màu đỏ này thì cắt nó ra thì lập tức ta có một cái bảng các nô riêng đúng không? Có hai cái bảng các nô riêng. Thì trong các bảng các nô riêng đó thì 26 với 18 này cũng kề nhau này. Đó, nghĩa là nó 110 với đây là 101 à, 100 mà nó là kề nhau đấy. Rồi tương tự như vậy 2 với 10 này cũng kề nhau. Như vậy chứng tỏ 4 ô này cũng là 4 ô kề nhau. Các bạn thấy chưa? Đó, nhìn vô trong có vẻ nó rất là khó chịu và coi chừng chứ cẩn thận nếu chúng ta nhìn không khéo là nó sẽ bị đặt ngay đấy nha. Đây là cái chỗ mà rất là dễ bị nhầm. Các bạn nhìn vô cứ nghĩ là nó có hai cái tế bào lớn 4 ô thôi, nhưng mà thực tế thứ ba cái là đây là cái tình huống này. Các bạn thấy chưa? Đó, như vậy ở đây ta có tế bào lớn số 3. Đây. 4 ô này là 4 ô được đánh số 3. Được chưa? Như vậy ta có 3 cái tế bào lớn. 4 ô, được chưa? Rồi, à, ở đây sẽ là ô số 2, ô số 10, ô số 26 và ô số 18. Đó. Như vậy là nhớ nó kề nhau ngoài cái chuyện bảng chung này ra thì nó còn có kề nhau theo nghĩa của bảng riêng nữa nhé. Bảng riêng, bảng con rồi này, hai cái bảng con rồi này, để ý cái tính kỳ nhau của nó nữa. Rồi, như vậy lỗ 4 ô đã chọn xong. Như vậy có 3 tế bào lớn. Và các bạn nhìn vô đây các bạn thấy rằng là cái trường hợp mà 2 mũ 1 cái này thì có không? Thì xin thưa trường hợp 2 mũ 1 thì có những cái ô sau đây nó kề nhau này, nhưng mà rất tiếc là nó lại nằm chung trong một nó nằm lại trong một cái tế bào bào lớn của chúng ta. Ví dụ như cái ô này với ô này là lỗ 2 ô này, nhưng mà nó nằm trong cái tế bào số 2 mất, cho nên nó không gọi là tế bào lớn được. Hoặc là hai cái ô 13, 15 này cũng không được. Ô 3 với ô 26 này cũng không được vì nó nằm trong tế bào lớn số 3. Rồi 29, 31 này cũng không được. 16, 18 này cũng không được. 26 với lại 18 này cũng không được. 2 với 10 này cũng không được. Nói chung là tế bào lớn loại 2 ô là không có. À, tế bào loại 2 ô thì có chứ tế bào lớn loại 2 ô là không có vì nó đều nằm trong các tế bào lớn loại 4 ô này hết rồi. Các bạn nhớ nha. Rồi. Nhưng mà chắc chắn cái trường hợp này là một ô là cũng không có luôn. Rồi như vậy tóm lại với bài toán này nó chỉ có 3 cái tế bào lớn này thôi. Được chưa nào? Rồi. À, như vậy là ta đã duyệt xong nha. À, là có 3 tế bào lớn. Bây giờ khi có tế bào lớn thì các bạn viết cái đơn thức ra cho thầy. Được chưa? Rồi phải chịu khó thôi nha. Ô 13 10 ô 13 29 này và 15 31. Đây các bạn nhìn vô đây thì thầy các cái bộ tổ hợp nha. Rồi 13 nó là 01, thầy sẽ làm một cái đầu tiên từ từ để các bạn viết này. 011 01 là của cái ô 13 đúng không? Rồi, tiếp tục này. Ô 15 là 011. 011. Rồi 11.
Được chưa? Đó. Tiếp O29 nha các em. O29 là 111. Là 3 3 con 1 ha, rồi 01. Rồi, O31 là 111. À, với gì? Với 11. Rồi. Các bạn tổ hợp. Tổ hợp có nghĩa là ta giống theo cái cột này nè. Những cái ô nào mà giống nhau, những cái bit nào giống nhau thì ta giữ lại. Còn những cái bit nào không giống nhau thì ta bỏ đi. Nha, đây này. Các bạn thấy này, đây có 01 thì loại cái này ra để dấu gạch. Cái này là 4 con 1 này ha, giữ lại. Cái này 4 con 1 giữ lại này. Cái này là có 01 lẫn lộn này, bỏ đi. Cái này 4 con 1 giữ lại. Như vậy chúng ta có được 3 cái bit giống nhau được giữ lại. Mà 3 cái bit này đều con số 1 ứng ở vị trí là B C A. Như vậy cái này nó sẽ sinh ra cái đơn thức là B C A. Được chưa? Đó. Các bạn làm như vậy cho thầy thôi. Đấy, ta cứ tự viết ra nha. Rồi. Tiếp theo nhé. Tiếp theo với cái ô 0, 16, 2, 18. Đây, ta chịu khó viết nó ra thôi. 0, 0, 0. Đó, rồi cái này là 0, 0 luôn này. Rồi, 0 nhé. 16 đâu? 16 này là 1, 0, 0 này. Đó, cứ viết nó ra thôi chứ các em. À, 1, 0, 0 này. Rồi, 0, 0 này. Được chưa? Rồi, 2. 2 nó là gì? 2 nó là 3 con 0. Rồi, 1, 0. Đấy, chịu khó viết nó ra nha. 18 thì cái này nó sẽ là 100 và 10. Đó, rồi các bạn giống nó xuống ha. Như vậy là cái lượng này là gạch này. Cái này hai con 0 giống nhau này. Cái này cũng gạch này, đây một con 0 này. Như vậy con 0 á thì các bạn sẽ tương ứng với cái vị trí chỗ này là A đây B này. Nhưng mà B này vị trí là 0 cho nên các bạn phải đổi thành literal B ngang. Giá trị phải nó là 1. Rồi, cái này là C này, như vậy phải là C ngang. Được chưa? Rồi. Đây D, đây A ngang. Đó. Như vậy đây là tế bào lớn số 2. Ứng với cái đơn thức. Đây là đơn thức số 1. Đây là đơn thức ứng với tế bào số 2. Tiếp tục đơn thức ứng với tế bào lớn số 3. Đó là cái O2, 10, 26 và 18. Được chưa? Rồi. Ô số 2. Rồi ta cứ tự điền vô thôi nha. Rồi 0, 0, 0. 1, 0. Được chưa? Đấy. Ô số 2 đó. Tiếp tục ô số 10 là 0, 1, 0. 0, 1, 0. 1, 0. Được chưa? Đó là ô số 10. Tiếp theo 26 là 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 0. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp theo là 1, 0, 0. 1, 0. Được chưa? Đấy. Rồi các bạn giống nó xuống thôi nhé. Cái này không được này, gạch này, cái này cũng không được gạch này, cái này là 4 con số 0 này. Tiếp theo cái này 4 con số 1 này. À, cái này là 4 con số 0 này. Đó. Như vậy là cái cuối này thì ứng với cái đơn thức là gì? Đây là A B rồi, như vậy chỗ này là C ngang nhá. Rồi chỗ này là D nhá. Rồi chỗ này là A ngang. Đây là cái đơn thức của cái tế bào lớn số 3. Rồi, như vậy là thầy đã viết đơn thức xong. Và công đoạn cuối cùng là phủ tấu tiểu. Phủ tối tiểu cái bảng các nô này. Được chưa? Rồi phủ tối tiểu thì đơn giản thôi, vì quy tắc của chúng ta là gì? Ta chọn những cái ô mà nó nằm riêng một mình trong một cái tế bào lớn nào đó để ta phủ trước. Những cái ô nào mà nằm chung trong hai cái tế bào lớn thì từ từ phủ sau nhá. Ví dụ những cái ô đây này, ô số 2 là khóa phủ trước này, 18 này không được ưu tiên này. Như vậy những cái ô mà chúng ta có thể phủ trước như là ví dụ như con ô 0 này, ô 13, 15, 29, 31 này, ô 16 này hoặc là ô 10, 26 này là phủ trước. Được chưa? Rồi bây giờ đầu tiên thầy sẽ phủ bằng cái ô số 1 trước nha. Vì cái số 13, 26, 31, 15 này nó nằm trong một cái tế bào lớn thôi. Cho nên thầy sẽ phủ nó bằng tế bào số 1. Đó, được chưa? Nghĩa là bốn ô này được phủ này, gạch chéo để biết là đã phủ này. Được chưa? Như vậy tất cả những ô mà có ký hiệu là số 1 là xem như đã phủ. Rồi tiếp tục. Như vậy còn trống lại một số ô như là cái ô số 2 đây này. Đó, là tiếp tục phủ bằng tế bào số 2 cho thầy. Rồi tiếp tục phủ bằng tế bào số 2. Rồi chỗ nào có số 2 là sẽ được phủ hết nha. Rồi đây số 2 này. Phủ luôn này. Đây số 2 cũng phủ luôn này. Được chưa? Rồi. Như vậy là ta đã dùng tới hai tế bào tham gia vào quá trình phủ tối tiểu. Vẫn còn lại một hai cái ô trống này các bạn thấy không? Như vậy buộc phải dùng cái tế bào số 3 để phủ vào đây nhé. Như vậy tế bào nào mà số 3 là phủ hết. Đây, đây số 3 phủ này. Rồi đây số 3 phủ này. Rồi, hai cái này số 3 cũng phủ nè. Như vậy là cái ô số 2 được phủ hai lần và ô số 18 cũng sẽ được phủ hai lần.
Được chưa? Rồi như vậy cả ba tế bào nó đã phủ hết toàn bộ cái bản carcinoma của chúng ta. Như vậy ba tế bào này được tham gia vào quá trình phủ tấu tiểu các bạn này. Được chưa nào? Như vậy việc còn lại của các bạn là những cái nào mà tham gia vào nhé. Những cái tế bào số 1, tế bào số 2, tế bào số 3. Đây là cách phủ tấu tiểu. Và ba cái tế bào này ứng với ba cái đơn thức. Vậy ta được cái hàm cái đa thức tấu tiểu cần tìm chính là F A B C D A. Là các bạn cộng tất cả các đơn thức của các cái tế bào lớn đã cho như vậy nó sẽ là BCA cộng với gì? B ngang, C ngang, E ngang và cộng với C ngang, D ngang là sao? Được chưa? Và đây chính là đa thức tấu tiểu cần tìm. Bài toán này chỉ có một đa thức tấu tiểu duy nhất. Đấy. Như vậy là cái vấn đề mà đi tìm cái tế bào lớn nó mới khó. Các bạn rõ chưa nào? Chứ còn cái việc tính toán thì nó không có gì khó cả đây cả. Khi mà các bạn xác định được đúng cái số lượng tế bào lớn rồi, việc đi tìm các đơn thức cũng như là đi phủ tấu tiểu cái bản đồ các nô này là một cái công đoạn đơn giản thôi, nó không khó. Được chưa nào? Rồi. Đấy là cái bài tập số 1 đầu tiên đối với cái bản các nô nằm biển. Và dưới đây là cái bài giải của chúng ta. Đây, tất nhiên là thầy viết lại cho nó bài bản mà thôi. Chứ còn cái quá trình giải của chúng ta là thầy đã trình bày ở trên rồi, đúng không? Đấy, đầu tiên này. Liệt kê tất cả các ô được chọn. Sau đó, liệt kê tất cả các tế bào lớn cần thiết nha, có 3 cái. Và khi phủ tấu tiểu thì cả ba cái này tham gia vô luôn. Cho nên tương ứng chúng ta cộng ba cái đơn thức này lại thì ta sẽ được đa thức tấu tiểu. Được chưa? Rồi. Tiếp theo ta sẽ qua cái bài tập số 3. Một cái ví dụ nữa thôi. Để chúng ta làm quen với cách làm thôi. Còn thuật toán thì thầy nghĩ rằng là những cái bài sau thì có cho nữa thì nó cũng tương tự thôi. Rồi cái bài tập số 3. Ở đây người ta cũng yêu cầu là tìm cái đa thức tấu tiểu của cái hàm Boole sau đây. Thế cái hàm Boole này á, nó có cái số lượng đơn thức khá là nhiều. Đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 13 cái đơn thức. Được chưa? Được viết cái dạng chúng ta quen. Rồi, công việc đầu tiên là các bạn sẽ lập cho thầy các bạn các nô năm biến ABCDE này. Nha. Và ở đây một lần nữa thầy cũng sẽ bỏ qua cái công đoạn đó. Và có sẵn các bạn các nô rồi. Đây là bạn các nô chúng ta dùng hồi nãy giờ. Được chưa? Rồi, bước tiếp theo là tiến hành biểu diễn các cái ô này lên trên này. Rồi, cái ô nào được chọn thì ta sẽ biểu diễn lên thôi. Đầu tiên là ô số 0. Đó. Tiếp theo là ô số 2. Đấy. Cũng làm lại thôi nha. Ô số 5 nha các em. Đây ô số 5. Rồi tới ô số 7. Ô đây. Rồi tiếp ô 13 hả? Ô đây. Rồi ô 15 là ô đây. Rồi ô 18. 18 nằm đâu? Đây. Rồi ô 21 nha các em. Ô 21 đây. Tiếp theo ô 23. 23 là đây. 24. 24 là đây. Ô 28 là đây. Ô 29 là ô này. Ô 31. 31 là ô này. Được chưa? Rồi, đây 4 với 2 là 6. 6 2 3 4 7 nữa là đủ 13 ô, được chưa? Như vậy là chúng ta có được 13 cái ô được biểu diễn lên. Trên cái bảng các nô của chúng ta. Được chưa? Rồi, như vậy là cách thuật toán của chúng ta cái công đoạn đầu tiên này. Cái bước 1 là xem như đã xong. Nha. Rồi, bây giờ ta sẽ tiến hành đi qua cái bước số 2. Đấy, đi qua cái bước số 2 nha. Bước số 2 của chúng ta là các bạn sẽ đi tìm các cái gì? Đi tìm các cái tế bào lớn. Rồi như hồi nãy thầy đã trình bày những cái tế bào lớn có thể có đối với những các bạn các nô năm biến gồm có 2 mũ 5, 2 mũ 4, 2 mũ 3, 2 mũ 2, 2 mũ 1 và 2 mũ 0. Thì loại 2 mũ 5 trong trường hợp này là không có rồi này. Loại 2 mũ 4 là 16 ô là cũng không có vì đây có 13 ô chọn mà lấy đâu nhiều. Được chưa? Rồi, loại 8 ô. 8 ô các bạn thấy này chắc là có này. Đây này các bạn thấy này. Ở trong các bảng riêng thì nó không có cái loại nào 8 ô cả. Đây nè, trong cái bảng riêng nó không có nha. Đây nè, các bạn nhìn vào trong bảng riêng. Đây là 4 hay là 6. Bên này 7 ô thì làm sao mà có bảng riêng được. Nhưng mà trong cái bảng chung thì nó có này. Đây nè, trong cái bảng chung bên này 4 ô.
và bốn ô này nó đang đối xứng với nhau qua cái trục ở giữa này. Các bạn thấy chưa? Đó, cho nên là trong bài toán này nó có một cái tế bào 4 8 ô nha. Như vậy ở đây thầy trình bày ra này, lụa 8 ô trước này. Lụa 8 ô, lụa tế bào lớn 8 ô, đó là 5 13 này. 7 15 này. Và cái khối bên này là 29 21 31 và 23. Đây là lụa tế bào lớn 8 ô. Như vậy thầy sẽ đánh số 1 vào đây. Đây là cái tế bào lớn đầu tiên và gọi là tế bào số 1. Được chưa? Rồi, thầy tạm gọi đây là tế bào số 1. Tiếp tục, ta coi thử còn cái tế bào lớn lụa 8 ô nào không nha. Thì các bạn nhìn vào đây chắc có lẽ là thấy kìa. Thấy kìa, nó không còn cái 8 ô nào mà chung một khối cả. Liền kề với nhau cả. Thấy kìa, đúng không? Rồi, tiếp theo là lụa 4 ô. À, như vậy tiếp theo là cái lụa này xong rồi nè. Tiếp theo lụa 4 ô. Các bạn xem thử có lụa 4 ô nào là tế bào lớn không? 4 ô thì có. Đây là 4 ô liền kề thì có. Ví dụ như 4 ô này nha, là có. 4 ô này là có. Nhưng rất tiếc 4 ô này và 4 ô này nó không phải là tế bào lớn. Mặc dù nó là tế bào 4 ô đấy. Vì nó nằm trong tế bào số 1. Rồi ngoài cái này ra thì còn cái nào liền kề nữa không? À, thì có lẽ là không còn nữa. Ví dụ ngay chỗ này mà nó có U16 này được chọn thì hy vọng là nó có một tế bào lớn 4 ô. Nhưng có điều ở đây U16 không được chọn. Đây này, cái đây 1, à, 0, 2, 8, 18, 16 khả năng nó sẽ có một tế bào lớn 4 ô nhưng không được. Cái U16 này không được chọn. Rồi, về liền kề thì đối xứng, đối xứng qua trục, qua cái trục đỏ ở giữa này thì có chỉ có những cái này đối xứng với nhau thôi. 2, 18 đối xứng thôi. Như vậy là không có rồi. Hết rồi, nha. Nội bộ trong từng bảng cũng không có lụa nào 4 ô mà gọi là tế bào lớn cả. Đấy, như vậy là lụa tế bào lớn 4 ô là không có nhé. Lụa 2 ô thì chắc có lẽ là có. Và nhưng không có một cái mà có nhiều đấy nha. Rồi cái lụa 2 ô đầu tiên. Lụa 2 ô. Lụa 2 ô đầu tiên đó là cái ô số 0 và ô số 2 này nhá. Như vậy là ở đây thầy sẽ đánh cái tế bào số 2 vô đây luôn. Đó, được chưa? Như vậy lụa 2 ô là 0 2 này. Đó, đây là tế bào số 2. Rồi lụa nào 2 ô nữa. Đây nhá. Tiếp theo là 218 này, các bạn thấy chưa? 2 ô này kề nhau này. Được chưa? Như vậy thầy đánh vô đây số 3 nhá. Đó, đây số 3 này. Được chưa? Như vậy là 218. Đây là tế bào số 3. Được chưa? Tiếp tục. Còn cái 2 ô nào nữa không? Còn nha. Còn 2 ô nữa nhé. Đó là lụa 24, 28. Đây là ô số 4 này. Rồi. 24, 28. Đây là ô số 4 này. Lụa số 4 này. Ha. Rồi. Còn nữa không? Chắc có lẽ là còn. Các bạn nhìn vô đây các bạn thấy rằng nó còn cái tế bào lớn. Hai cái ô 28, 29 này. Đó là số 5. Mặc dù là hai cái ô 28, 29 nó đều nằm trong hai cái tế bào khác nhưng mà nó không cùng nằm trong một tế bào. Nghĩa là nó không chứa trong tế bào lớn số 4 mà nó cũng không chứa trong tế bào lớn số 1. Đấy, cho nên là bản thân 28, 29 này là hai cái ô mà tạo nên một cái tế bào lớn tiếp theo. Đó là tế bào lớn 28, 29. Rồi, và ta gọi đây là tế bào số 5. Như vậy ta có cả thể là 5 cái tế bào lớn lụa 2 ô. Còn lụa 1 ô thì chắc có lẽ là hết rồi, không còn nữa nha. Đấy, đã chọn hết cái này rồi. Như vậy là lụa tế bào lớn 1 ô không có. Rồi, như vậy là thầy đã liệt kê hết tất cả các tế bào lớn nhé. Bây giờ việc tiếp theo của các bạn là gì? Viết các đơn thức ra cho thầy nha. Rồi, đây viết cái đơn thức ra. Thì anh chàng này 8 ô thì các bạn phải chịu có liệt kê hết nó ra cho thầy nhé. Rồi, đầu tiên là 0 0 này. 0 0 1. Được chưa? Đây ô số 5 nhé. 0 1 này. Ô số 13. À thầy tôi viết theo cột đi. 001 11. Đó cho nó nhanh. Cái đây là 011. Rồi, 01. Rồi đây sẽ là gì? 011. Và 11. Được chưa? Đó là bốn cái ô đầu tiên này. Tiếp tục ở bên này là ô số 29 là 111. 111. Gì nữa? 01 ha. Đó. Rồi gì nữa các em? Rồi 111 11 111 111. Đấy, ô 31 này. Rồi ô 21 là 101. 10101. Và cuối cùng là 10111. Đó, 8 ô này. Bây giờ các bạn tổ hợp thôi. Nhưng mà ta dò theo từng cột ha. Đấy, cái này gạch này. Cái tiếp theo cũng gạch luôn này.
cái cột thứ ba này các bạn thấy không? Cột thứ ba này tất cả đều bằng một hết đúng không? Đó, điền con số 1. Cột thứ tư là không được, gạch. Cột thứ năm được, tất cả đều bằng một. Như vậy nó còn giữ lại hai biến thôi. Đây, A, B, C, D, E không? Như vậy còn đây là C và E thôi. Đấy không? A, B, C, D, E đúng không? Như vậy đơn thức của chúng ta trong trường hợp này là C, E. Xong. Lọ tiếp theo là lọ 2O nhé. Lọ 2O thì tổ hợp chắc là nhanh thôi. Đây, lọ này. Lọ số 2. Đó là 000. 000. Được chưa? Rồi 00 tiếp. Tiếp ô số 2 này cũng 000. Được chưa? Rồi cái đây là 10. Như vậy là chỉ có cái này là tổ hợp ra là 000 gạch 0 này. Như vậy nó sẽ là A ngang, B ngang, C ngang, D không có và E ngang. Được chưa? Như vậy cái này nó sẽ ra đơn thức là A ngang, B ngang, C ngang và E ngang. Được chưa? Đó. Tương tự tiếp theo tới cái này nha. Cái lọ mà 2O đó là số 2 và 18. Thì các bạn chỉ cần duyệt cho thầy thôi này, 2O này nó nằm trên cùng một dòng. Như vậy chắc chắn cái anh D và anh E này sẽ được giữ lại nhá. Còn không thì các bạn phải ghi ra giống y như nãy đây. Ô số 3 nhá. Đây là số 2 này. 0 0 0 1 0 nha. Rồi. Cái đây tiếp theo sẽ là gì? 1 0 0 1 0 0. Được chưa? 18 này, đây 1 0 này. Rồi. Chiếu xuống là cái này gạch 0010. Được chưa? Như vậy nó sẽ ra cái đơn thức là B đây là ngang này. C đây là ngang này, D đây không ngang này và E đây là ngang này. Tiếp tế bào số 4, 2O này. 2O này thì sẽ ra cái gì? 2O này là sẽ ra là ô số 24 là 11000. Ô số 28 là 111 00. Rồi, tổ hợp nó xuống là đây 11 gạch 00. Như vậy nó sẽ là đơn thức A, B, C không có, D ngang, E ngang. Được chưa? Đó. Cuối cùng là cái tế bào số 5. Tế bào số 5 là hai cái ô 11100. Tổ hợp với ô 111 29 là 01. Đó. Như vậy nó là 1110. Như vậy tương ứng với tế bào lớn là A, B, C, D ngang. Được chưa? Rồi, mọi cái đơn thức sau khi thầy tổ hợp tất cả các cái chuỗi số bit rồi thì truy xuất ngược lại theo cái đơn thức thì tất cả những tế bào lớn đã được chuyển hóa theo đơn thức. Công đoạn tiếp theo là tổ tự hóa. Lấy các cái tế bào lớn này để phủ cái bản đồ các nô này cho thầy. Được chưa? Rồi, về nguyên tắc. Những cái ô nào mà có chứa hai cái chỉ số của cái tế bào lớn thì ta sẽ phủ sau và ta chọn những ô mà có một ô phủ trước. Ví dụ như đây, những cái ô 5, 13, 7, 15 nó nằm trong một cái tế bào lớn, tế bào số 1 và ta lựa chọn cái tế bào lớn số 8 ta phủ trước. Rồi, đây, những ô nào mà có số 1 là xem như đã phủ nhé. Đây, ta phủ như này, phủ trước này. Đó, cứ ô số 1 là thầy phủ thôi nhé. Rồi, đây là phủ này, đây cũng phủ luôn này. Ở đây cũng phủ luôn. Rồi, như vậy đã phủ xong. Như vậy là ô số 1, cái tế bào số 1 là tế bào đã tham gia vào quá trình phủ tố tiểu. Tiếp theo các bạn nhìn qua đây thấy nè, cái con số 2 này bản thân nó cũng đứng độc lập thôi. Thì thầy phủ nốt cái tế bào số 2 nha. Rồi, phủ tế bào số 2 nha. Đây là tế bào số 2 này. Rồi, như vậy tế bào số 2 cũng là tế bào được tham gia vào quá trình phủ tố tiểu. Tiếp theo, còn cái ô nào nữa? Đây, cái tế bào số 3 này các bạn thấy nó đứng một mình chưa? Đây, cái con số 18 này nằm trong một mình cái tế bào số 3 thôi. Như vậy tiếp tục phủ cái ô số 3 này nhé. Đó. Có điều là cái ô số 3 này nó nằm ở bên này nữa này, cho nên nó được phủ hai lần. Như vậy là tế bào số 3 cũng được tham gia vào quá trình phủ tố tiểu. Còn nữa không? Đây các bạn thấy này, cái con số 4 này nó cũng nằm độc lập một mình đây này. Đó, cái ô 24 này nằm trong một mình cái tế bào lớn số 4 thôi. Như vậy là tế bào tiếp theo là tế bào số 4 cũng tham gia vào quá trình phủ tố tiểu. Đây là tế bào tham gia quá trình phủ tố tiểu. Còn tế bào số 5 thì sao? Các bạn thấy này, sau khi mà dùng 4 cái tế bào lớn 1, 2, 3, 4 thì nó đã phủ hết tất cả các cái ô của các bạn các nô này rồi. Cho nên cái tế bào lớn số 5 này cũng được xem như là không cần phải tham gia vào phủ tố tiểu nữa. Mặc dù nó là tế bào lớn đấy, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ qua. Rồi, như vậy là tóm lại
chúng ta có một cái cách phủ tối thiểu và anh số 5 không được xem như là tham gia vào quá trình phủ tối thiểu. À, và nhìn vào đây các bạn sẽ cộng tất cả các đơn thức đây, cộng với ông CE này trên này nữa nè. Đấy là các bạn sẽ được cái đa thức tối thiểu cần tìm là F A B C D A. Được chưa? Đầu ta ghi ra thôi nhé, là bằng CE này cộng với A ngang, B ngang, C ngang, E ngang này cộng với gì? B ngang, C ngang, D A ngang. Và cộng cho AB, D ngang, E ngang. Được chưa? Đấy, đây chính là đa thức tối thiểu cần tìm của cái hàm Boole đã cho. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy rằng là một lần nữa cái việc mà giải quyết cái bài toán tìm đa thức tối thiểu của những cái hàm Boole mà loại năm biến bằng cách sử dụng các bạn các nô trong cái trường hợp mô tả theo các showbiz này này thì nó sẽ khá là phức tạp ha. Trong cái trường hợp mà cái tế bào lớn nó sẽ có nhiều ô. À, nhiều ô. Còn đối với những cái bảng các nô mà loại 6 biến trở lên thì nó càng phức tạp nữa. Đó nè. 6 biến trở lên thì bên này sẽ chia 3 ra thì nó hơi dài. Và loại 6 biến thì thầy sẽ không trình bày trong cái phần lý thuyết cũng như bài tập ở đây. À, đồng nghĩa với chúng ta cũng sẽ kết thúc toàn bộ cái nội dung của cái chương số 5 bằng về vấn đề tối thiểu hóa hàm Boole. Và trước khi mà kết thúc thì các bạn sẽ xem cái bài giải của cái bài tập số 3 này. Và đồng thời thầy sẽ cho một số các cái bài tập làm thêm tương tự nhé, của cái nội dung ở cái dạng bài tập số 5 này để ta về ta tự làm nhé. Đây, đầu tiên là biểu diễn lại các bạn các nô này. Sau đó liệt kê ra các tế bào lớn thì có hai loại, loại 8 ô, loại 2 ô. Sau đó viết các cái đơn thức ra nhá. Rồi, tiến hành phủ tối thiểu thì chỉ dùng bốn cái bản đồ lớn, bốn cái tế bào lớn để phủ. À, bỏ cái tế bào loại 28, 29 này ra. Và ta được một cách phủ tối thiểu. Và tương ứng cộng tất cả các đơn thức CE, A ngang, B ngang, C ngang, E ngang, B ngang, C ngang, D, E ngang và A, B, D ngang, E ngang. Thì ta được đa thức tối thiểu cần tìm. Được chưa? Đấy. Đó là cái bài giải của cái bài toán này. Rồi chắc có lẽ là ta kết thúc thôi. À, và thầy sẽ giới thiệu các bạn các bài tập tương tự. Về nhà các bạn tự làm nha. Sau đây là một số các bài tập làm thêm. Cái bài tập đầu tiên đó là đi tìm đa thức tối thiểu của cái hàm Boole năm biến và được viết cái dạng chuẩn tắc tuyển như thế này. Nó có cả thể là 2, 4, 6, 8, 9 ô. Ha? Và đây chính là đáp số của nó. Được chưa? Tất nhiên rằng cái bài toán nó khó ở cái chỗ là tìm tế bào lớn thôi. Chứ còn thầy nghĩ rằng cái chuyện mà phủ tối thiểu nó cũng đơn giản. Thiết lập các cái đơn thức có được từ các tế bào lớn cũng khá là đơn giản. Ha? Rồi bài số 2 là tìm đa thức tối thiểu của hàm Boole sau đây. Đây cũng năm biến, nhưng có điều là cái số ô được chọn nó nhiều lên ha. Đây 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 ô luôn hết á. Và đây chính là đáp số của nó. Tất nhiên là các bạn về nhà làm thử coi thử nó giống đáp số như thầy tính không nha. Được chưa nào? Rồi tiết học đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại các em.